Được chưa chị? Thơm quá. Xíu nữa được rồi đó. Sắp được rồi. Cái này dễ canh lắm. Khi mà nhìn thấy cái lớp dưới á, nó dảnh dảnh lên là được. À, nó chóc giống kiểu chóc đúng lên rồi, là được đúng ha. Rồi. Rồi được rồi đó. Bây giờ chị lấy anh. Dạ. Chị gắp đẹp quá. Cô chú làm món này cẩn thận nha. Phải để đồ gắp ra ngoài chứ thôi nó văng á. Nóng nó nhiệt độ nó cao lắm nha quý vị nha. Đẹp quá cái miếng cơm. Nè cái lớp trên mà nãy vẫn giòn nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ qua. Càng lâu thì nó càng giòn nhưng mà lâu quá thì nó sẽ cứng. Đúng rồi, giòn cũng nhẹ cân nhắc. Thôi dạ. Lớp ở bên ngoài giòn nhẹ để bên trong cái cơm nó còn được cái độ tơi xốp á. Dạ. Cho nên không có để lâu quá. Cho cái tấm bình này lên là được. Wow. Cái món này lạ miệng lắm. À. Nhìn là muốn ăn liền vậy ha. Nhìn hấp dẫn quá. Quý vị thấy không? Xin chào quý vị và các bạn. Swag rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng ngày hôm nay nhé. Sáng ngày hôm nay thì Swag đang có mặt ở ngay trung tâm quận nhất và mình đang dừng chân một chút xíu trong công viên để hít thở cái không khí trong lành buổi sáng tại Sài Gòn. Sau đó thì mình sẽ di chuyển qua bên nhà hàng chay Amitabha của chị Diệu để tiếp tục chia sẻ tới quý vị các bạn những cái món chay rất là hấp dẫn mà chị Diệu chế biến cũng như là hướng dẫn những cái công đoạn để cô chú anh chị, quý vị và các bạn xem video ở nhà mình có thể thực hiện tự nấu chay những cái món chay ngon để thưởng thức bên gia đình và người thân của mình được. Thì thưa quý vị và các bạn, những video mà Smart chia sẻ lên trên kênh về chị Diệu cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ khắp mọi nơi. Các cô chú anh chị nhắn tin cũng như là bình luận về trên kênh rất là nhiều. Thì bữa trước tập gần đây nhất thì Smart có chia sẻ với quý vị các bạn về tiệc cưới thuần chay, hơn 15 bàn thuần chay chị Diệu chế biến tại chùa Phước Tường. Thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận. Các cô chú anh chị bình luận ở trên kênh nói là Xuân Bắc chia sẻ rồi đi theo chị Diệu ở những cái buổi tiệc chay để mà chia sẻ lên trên cộng đồng vì những cái công đoạn mà chị làm phải nói là rất là hấp dẫn và được quan tâm rất là nhiều. Thì chính vì vậy mà Xuân Bắc ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ những cái món chay mà chị Diệu hướng dẫn. Còn về tiệc chay thì khi nào mà chị có tiệc á, thì chị sẽ cho Xuân Bắc biết và mình cố gắng sắp xếp công việc. Do là thời gian gần đây thì số bác cũng bệnh con nhỏ khá là nhiều cho nên là cái thời gian nó cũng bị nó chưa có ổn định đó quý vị và các bạn, thì cũng mong cô chú anh chị quý vị và các bạn thông cảm. Rồi bây giờ là tầm khoảng 7:30 thôi, số bác vào trong công viên ngồi nghỉ ngơi chút xíu, xong cái đó thì mình sẽ di chuyển luôn qua bên nhà hàng chay Amitabha. Mời cô chú anh chị quý vị và các bạn đón xem video ngày hôm nay, xem là chị Diệu sẽ chia sẻ món chay gì qua những công đoạn chế biến hấp dẫn là sao nha. Đây là những cái món chay mà ngày hôm nay chị Diệu sẽ chia sẻ với kênh của mình quý vị các bạn ha. Hai món chị cũng đã chuẩn bị sẵn cái mẹt như thế này rồi, số mắt cũng chưa biết là món gì nữa. Chị đang chuẩn bị bếp để chút xíu chị chuẩn bị xong thì mình sẽ trò chuyện với chị nha. Sẵn rồi quay sơ những cái nguyên liệu trước cho quý vị các bạn xem. Ở đây là dĩa ớt này, rồi hành tây, ngò gai ha, một ly cốt dừa này, rồi bột nghệ này, đậu phộng này, đường này, đó, hạt nêm chay này. Ở đây thì có chân nấm với lại nấm của gà. Nấm của gà thì chị cũng đã chiên sẵn rồi. Đó, nguyên liệu của một món nha. Ngoài ra thì món này còn có sợi mín này và nấm tai mèo nữa. Đó, để chị để trong một cái rổ tre cũng rất là đẹp ha. Rồi qua cái mẹt thứ hai là món thứ hai ngày hôm nay nha. Ở đây thì số mắt thấy có cơm trắng này, đó, một chén cơm trắng, rồi cái dĩa này là nấm bào ngư chiên, nấm đùi gà chiên. Ở đây là rau củ sắc hành lục gồm hành tây, củ cải đỏ, nấm nấm đông cô cũng sắc hành lục luôn ha, đó, dưa leo, đường, hành phi. Còn hai chén này thì số mắt chưa biết, để chút xíu chị Diệu giới thiệu đi ha.
Dạ em chào chị nha. Chào Xuân Bắc. Dạ. Hôm nay chị sẽ chia sẻ những món chay gì tiếp ha? Hôm nay chị chia sẻ với cô chú món chân nấm xào lăng. Và món thứ hai đó là cơm cháy Thượng Hải. Cơm trắng Thượng Hải. Cơm cháy. À cơm cháy Thượng Hải. Nhưng mà cơm này là không có nấu, làm theo một cái cách riêng. Ồ. Hay quá, cái tên nghe hay quá vậy ha. Cơm cháy Thượng Hải, chân nấm xào lăng hả chị? Đúng rồi, nó giống như món mặn, món lương xào lăng hoặc ớt xào lăng vậy đó. À. Nhưng mà chị thay thế vào nấm. Dạ. Nguyên liệu là chuẩn bị đủ hết rồi chị ha? Đúng rồi. Ở đây là chị có 200g chân nấm đông cô. Dạ. Cô chú cái chân nấm đông cô này nè, gọi là chân nấm dê nè. Nhưng mà khi mua về cô chú phải luộc, luộc hai nước xong rồi luộc với nước rừng và quắt gáo thì nó ra được cái chân nấm này. Còn nếu mà cô chú mua cái chân nấm mà loại khô á, mua ở các chợ tiệm tạp hóa thì cô chú phải ngâm một ngày xong rồi luộc, cũng luộc cái trang gì cũng luộc gừng lên rồi giã ra thì nó ra được cái sớ như vậy. Coi như là phải ngâm mới giá gì ha? Đúng rồi, nếu mà chân nấm khô á, coi cái này là chị mua cái loại mà đã làm sẵn rồi, đã sơ chế rồi để cho nó nhanh á. Dạ. Thì cái này thì chị cũng phải luộc, về cũng phải luộc chứ gừng à, luộc rồi xả quắt khô. Ở đây chị có một cây nấm đùi gà thì chị đã chiên sẵn rồi. Dạ. Để làm cho nó nhanh á. Dạ rồi. Thì ở đây chị có một ít ngò gai và gạo ôm. Gạo ôm. Ớt sừng, hành tây, một muỗng canh đậu phộng, một muỗng canh cà ghi, bột giống như bột cà ghi, gia vị nấu cà ghi gì đó. À dạ. Một muỗng đường và một muỗng hạt nêm. Hạt nêm. Ở đây chị có 100ml sữa. Dạ. Và bún tàu nấm mèo. Đó là thành phần nè. Dạ. Còn nước lọc nữa. Với cái nguyên liệu này thì chị nấu 500ml nước lọc, hoặc là cô chú có nước dừa tươi thì sử dụng nước dừa tươi cũng được. Hay quá. Hồi nãy Sơn Bắc giới thiệu nhầm nha quý vị các bạn nha. Cái này là bột cà ri chứ không phải bột nghệ nha. Còn cái này là sữa chứ không phải là nước cốt dừa nha quý vị các bạn nha. Nó có lá cà ri trong đó đó em. Dạ, có cái lá cà ri này. Đó. Rồi, nguyên liệu món tiếp theo. Tiếp theo là món cơm cháy Thượng Hải. Cơm thì cháy cái Thượng món Hải là cái món của người Hoa. Thì ở đây chỉ có một chén cơm trắng. Và cái cơm nấu nó hơi vừa dẻo thôi chứ đừng có nấu khô quá thì mình làm nó không ngon. Thì ở đây chị có ít nấm đùi gà, ít nấm đùi gà chị đã cắt rồi chiên nè, chiên sơ lên với nấm bào ngư. Bào ngư chị cũng chiên nè. Dạ rồi. Thì cà rốt, củ hành, nấm đông cô, ở đây chị có 3 tay nấm đông cô, chị cũng cắt hạt lựu luôn. Dạ. Và dưa leo. Ở đây dưa leo thì chị bỏ ruột, chị lấy cái phần vỏ bên ngoài á, bỏ bớt phần ruột đi để ăn nó giòn hơn á. Dạ. Thì ở đây chị có một muỗng dầu hào. Dầu hào. Một muỗng đường. Đường. Một muỗng hành tím phi, nếu cô chú không ăn hành tím phi thì thay thế bằng hành baro cũng được. Dạ. Và ở đây cái sốt xá xíu. Sốt xá xíu. Ở đây chị có một muỗng sốt xá xíu. Dạ. Cái sốt xá xíu này là ở tất cả các cửa hàng chợ tạp hóa đều có bán, sốt hiệu Ly Cung Ki hoặc Châu Ly Mét, ông trà già đều có bán hết. Dạ. Rồi, bây giờ xin mời Xuân Bắc và cô chú cùng bắt tay dùng làm với Diệu. Dạ. Để xem chị Diệu sẽ làm những cái công đoạn gì đầu tiên ha. Cái bao đó làm gì chị? Cái bao này để chị định hình cái cơm, trước tiên là mình làm cái món cơm cháy Thượng Hải trước. À. Gọt ra. Thì mà làm món cơm thì cần có một cái thao này. Dạ. Tập sao á, hiện nay món mặn nó đang hot là cái món xôi ghẹ, xôi cua đó. Tập sao là chị sẽ chia sẻ cô chú món đó mà món chay. À, dạ. Thì cái cách làm nó cũng giống vậy nè. Nhưng mà ở đây thì chị làm cái cơm này thì chị sử dụng bằng cái bao này để chi, để nó không bị dính, để tạo cái hình đó. Dạ. Ép xuống vậy ha? Đúng rồi. Để cho cái bánh nó được tròn tròn á. À, theo mình giống như mình tạo cái bánh cơm. Đúng rồi. À. Để cho nó ra được hình tròn á. Dạ. Tại vì cơm á thì nó không có dẻo giống như nếp. Ừ. Nếp thì nó dẻo, định hình nó dễ, còn cơm thì dạ, nó hơi gời á. Nhưng mà cái này cô chú nấu cơm thì lấy cái loại gạo dẻo á, cho nó kết dính chị ha. Đúng rồi, cũng vừa thôi chứ đừng có ém chặt quá. Dạ. Hồi trước là ở bên nhà hàng chị có làm cái món này bán, nhưng mà tại vì ở đây là tất cả các món không có làm sẵn. Khi mà khách gọi thì mới làm. Cho nên cái món này nó làm nó thời gian nó lâu quá. Lâu hơn, dạ. Cho nên chị bỏ hết món này. Rồi. Bây giờ thì chị đã định hình được một cái bánh như cơm là mình nè. Chia sẻ cho khán giả coi có thể tự chế biến được ở nhà chị ha. Đúng rồi.
Đây, bây giờ cách chị làm cơm cháy đó, cái món cơm cháy này khác tất cả loại cơm cháy không chiên mà cũng nói chung là cái cách này. Vậy xin mời em vô đây làm cái gì chị ha. À. Rồi đi qua đây. Bây giờ bắt đầu chiên cơm đó chị ha. Chiên nhưng mà không chiên trực tiếp trong dầu. Để chị lấy bớt cái dầu ra. Là sao? Và cái cơm này tuyệt đối là không đụng vô dầu luôn. À hay vậy. Chiên nhưng mà lại không đụng vô dầu. Đúng rồi. Là sao? Chưa bắt chưa hiểu nha. Để coi chị làm chị sao quý vị. Ở đây là một cái chảo dầu nha quý vị. Để coi chị Diệu sẽ chiên nhưng mà không chạm vô dầu là sao. Tức là chị sẽ để như thế này. À chiên trên cái tô. Đúng rồi, thả nguyên cái về vô luôn. Ồ hay quá. Thì chiên cái này đó không cần đợi dầu nóng ha. Tại vì chị cần cái từ cái nhiệt độ mà từ lạnh á, từ dầu nguội á, đun từ 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 để cơm cháy nó vàng ươm bên ngoài á. Thì bây giờ chị sẽ thả vô luôn. Ồ hay vậy. Để chị lấy dầu bớt để đầy. Lần đầu tiên em thấy kiểu này nha. Múc bớt ra nó chạm vào. Đúng rồi. Cái món mà xôi xôi ghẹ, xôi cua, món mặn hiện nay đang hot á. Là mỗi mốt chị cũng làm cách này. Người ta chiên trong dầu, nhưng mà chị sẽ không chiên trong dầu. Rồi chị thả vô luôn nè. Đó, chị cứ thả trong dầu vậy đó. Vậy thì bao lâu thì được chị? Cái này cũng phải 15 phút á. À, lâu vậy ha. Đúng rồi, cho nên cái món này ăn rất là ngon, nhưng mà cái thời gian nó lâu lắm. Cái này thì không thể làm sẵn, nếu em làm sẵn thì cơm nó sẽ cứng. Ờ, nó sẽ không ngon. Nhưng mà kết hợp với cái món này á, thì trong lúc mà chiên cái cơm này, thì bên cạnh kia thì mình làm cái nguyên liệu, cái topping nó để thả lên á. Dạ. Rồi thôi chờ 15 phút nha quý vị các bạn nha, cho cái cơm nó cháy sáng vàng giòn nè. Rồi chút xíu mình quay trở lại xem nó thay đổi như thế nào ha. Bây giờ thì chị cứ để cái tô cơm nằm dứa ở trong cái chảo dầu như thế này. Không có chạm dầu vô. Dạ, một cái cách chiên mà rất là hay mà sẽ mắc lần đầu tiên thấy quý vị các bạn ha. Rồi. Rồi, qua đây thì mình sẽ làm cái phần sót của cái cơm cháy. Dạ. Chị sẽ cắt đi những cái nấm bào ngư, nấm đùi gà này nè, thì chị đã chiên sơ rồi. Tại cái lần trước chị cũng đã chia sẻ với cô chú là cái nấm bào ngư này nè, tại vì nó cái mình nó xốp á. Dạ. Thì trước khi mình muốn nó giòn và ngọt á thì mình phải chiên sơ qua. Nhưng mà tùy theo cái món mà mình chế biến nha. Rồi, xắt hành lục luôn. Xắt hành lục to vậy đó. Dạ. Nấm đùi gà này cũng vậy. Món này mình tự nghĩ tự làm hay sao chị? Đúng rồi em. À hay quá. Đó là chị rất là nhiều những cái món chay độc đáo quý vị các bạn ha. Hấp dẫn nữa. Đây bây giờ chị sẽ bắt bắt bếp lên hả? Bắt bếp lên cho dầu nóng. Cái món này cũng đơn giản lắm, cũng làm cũng nhanh, nhưng mà có cái cầu kỳ là cái cơm cháy mình đợi thời gian nó hơi lâu chút xíu thôi. Yeah. Với tất cả nguyên liệu mình chỉ xào ra được cái sốt thôi à. Ồ. Lâu rồi cái cơm thôi chị ha. Đúng rồi. Định hình cái cơm nó cũng rất là dễ. Cho một ít dầu vô. Vô cái bàn nó bị nghiêng. Cái bếp này xinh quá ha. Vừa hai cái chảo. Thì trước tiên là chị sẽ cho cái củ hành trắng vô. Dạ rồi. Cắn cái cà gót vô trước, tại vì cà gót đó nó cứng hơn. Những cái món mà chị chế biến toàn là sử dụng từ thiên nhiên, nấm và rau củ. Yeah. Không có sử dụng mấy cái hàng giả. Cho dù dịch quay cái tên thì tên món mặn để phân biệt món ăn thôi, chứ nhưng mà cái thành phần nguyên liệu nó chị cũng vẫn sử dụng cái nấm và đậu kỳ. Rồi cái cà gót với củ hành nó cũng đã sôi lên rồi. Giờ tiếp tục chị sẽ cho cái nấm đông cô. Nấm đông cô. Rồi tiếp theo cho vô nấm luôn. Nấm bào ngư, nấm đùi gà, tất cả nguyên liệu cho vô hết.
À coi như là cái topping này nè nó nằm ở trong cái sốt luôn. Đúng rồi. Dạ. Dưa leo cho vô sau để cho nó giòn. Đúng rồi, dưa leo chị bỏ vô sau. Dạ. Thì chị sẽ cho vô một chút xíu nước để cho cái gà gót nó mềm á. À. Bếp này nó bị nghiêng. Rồi bây giờ chị sẽ cho dầu hào vô. Hết dầu hào vô. Thường là Diệu nấu món ăn là Diệu hay lường bằng cái muỗng này nè. Dạ. Đường vô luôn. Xót xá xíu vô luôn. Xót xá xíu vô luôn. Cho cái xót xá xíu vô là nhìn đẹp mắt liền ha. Hồi nãy chị nói là đây cũng là một trong những món của người Hoa đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cho nên nó mới có cái xót xá xíu gì hả? Đúng rồi. Thơm quá. Cho cái hành phi vô luôn. Rồi cho hành phi vô luôn. Cái sốt này chị nấu nó không có bột nha. Nấu tự nhiên cho nó kẹo kẹo lại luôn. À. Không sử dụng một năng. Không. Là nấu tự nhiên luôn. Đúng rồi. Cái dầu hào với lại cái xót xá xíu nó cũng có cái độ sánh trong đó rồi đó. Dạ. Và cái món này chị không sử dụng hạt nêm luôn. Tại vì trong cái dầu hào với cái xá xá xíu là nó có vị mặn vừa phải rồi. Dạ. Cộng thêm nó hòa quyện vô cái rau củ, cái độ ngọt nó vậy là vừa. Nó có gia vị sẵn rồi chị hả? Đúng rồi. Chà đứng bên đây mà nghe cái cơm bên kia nó thơm à. Rồi bắt đầu em qua đây. Cái cơm cháy nè. Qua được chưa? Qua được chưa? Được, mình nhưng mà chỉ một mặt thôi. À mới em được mặt thôi. Em thấy nó xém xém không? Dạ. Thì bây giờ chị sẽ lấy ra nè. Nóng nha chị. Nóng á. Món này nóng lắm. Bây giờ nóng mà phòng bay á, chúng mình cho nó chơi nha. Bây giờ nó xém mạch dưới rồi chị ha. Đúng rồi, bây giờ chị sẽ lấy ra nè. Ừ, nghe mùi thơm. Giảm lửa nó bớt đi. Mùi thơm, mùi cơm xém đó, vị cơm cháy đó. Đó. Nóng lắm. Bây giờ mặt sau nữa. Không dính nha, không dính nha. Ừ. Không dính. Đây. Còn cái mặt dưới nè. Em thêm một cái mặt wow. Nữa. Em ấn thử coi, nó giòn rồi đó. Nó nhìn nó trắng nhưng mà nó giòn. À, nó giòn, nó giòn nhẹ đúng lớp bên đúng ngoài rồi. Khi mình ăn cái hộp cơm bên trong nó vẫn tươi xốp mà bên ngoài giòn. À, gõ nghe con luôn. Em thấy nó trắng trắng chứ nó giòn á. Dạ. Nghe con. Tại vì con nó không trực tiếp qua như dầu. Như vậy nó vừa chị ha. Đúng rồi. Chứ còn mà nó vàng hết thì nó ra nó lại cứng. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chị chiên cái mặt này thì nó nhanh hơn. Hay quá. À mặt này nhanh hơn hả? Đúng rồi. Nó nóng sẵn rồi hả? Đúng rồi. Với lại cái món này á thì ví dụ mình chiên mình không cần chiên dầu mới hoàn toàn đâu. Ừ. Dầu mà đã chiên qua 1-2 lửa rồi vẫn chiên được. Tại dạ. Vì nó không có tiếp xúc, à, không nó chạm không vô. Tiếp xúc dầu, dạ đúng không? Cho nên nó không có bị ngấm vô. Rồi em thấy chị dùng là dầu mới luôn đúng không? Đúng rồi. Hay quá ha. Đẹp quá quý vị ha. Quá đẹp. Rồi đi qua đây cho nó nóng quá. Thì trong... À. Chị hút bớt nha, hút khói hút, nha. Hút cái gì không sao đâu. Chứ khói quá. Đốt đốt cái đó nó chiên cái cơm nó nóng ha. Đúng rồi. Cái sốt xá xíu bây giờ nó cũng rất là thơm nè quý vị các bạn. Nó quện lại nè. Đó dạ. Vậy là được rồi nè. Nhìn thấy không? Khô nước hoàn toàn, nãy thì chỉ có cho nước vô giờ nó khô rồi nè. Dạ, nó sánh nó mịn lại. Đúng rồi. Nó cái độ nó cũng mặn mặn ngọt ngọt nhẹ giống như là cái sốt hoa quẹt nhưng mà nó khác hoa quẹt chút là nó có cái vị đặc trưng riêng. Dạ. Giờ chị sẽ cho cái dưa leo này vô luôn. Rồi, dưa leo cho sâu cùng. Cho sơ là chị sẽ tắt lửa. Tại vì cái món cơm này cái dưa leo nó phải giòn giòn ăn thì nó mới ngon chứ đừng hồi chín không có chín nha. Dưa leo không chín nha. Đó, vậy là xong. Bây giờ mình chỉ đợi cái cơm nó vàng một mặt kia là ra món đó. Ừ, hay quá. Rồi bây giờ chị tắt lửa ha. Dạ rồi. Chị chuẩn bị cái dĩa để trình bày hồi ra cái món cơm đó. Lót ra rau salad dưới chị ha. Đúng rồi, để trình bày ra cái món cơm đó. Đẹp quá. Rồi. Chị cho cơm vô trước đúng không? Xong mới chan sốt lên đúng không? Đúng rồi, chị cho cơm lên, chị cắt ra. Dạ. Chị cắt ra rồi chị chan cái sốt lên, cái sốt này nó vừa vừa vậy nè. Coi như là cái cơm là anh cắt ra anh từng miếng đó đúng không chị? Đúng rồi. Hay quá.
cái món này nhanh. À, chắc là Sumac chút xíu sẽ mình sẽ ăn thử một miếng cơm thử nha. Do là hôm nay Sumac cũng bận công việc á, không có thời gian ngồi review chia sẻ với quý vị các bạn. Quay chị làm thôi. Được chưa chị? Thơm quá. Xíu nữa được rồi đó. Sắp được rồi. Cái này dễ canh lắm, khi mà nhìn thấy cái lớp dưới á, nó dảnh dảnh lên là được. À, nó chóc giống kiểu chóc đúng lên rồi, là được đúng ha. Rồi. Rồi được rồi đó. Bây giờ chị lấy anh. Dạ. Đẹp quá ha. Cô chú làm món này cẩn thận nha, phải để đồ gấp đằng ngoài chứ thôi nó văng á. Nóng nó nhiệt độ nó cao lắm nha quý vị nha. Đẹp quá cái miếng cơm. Nè cái lớp trên mà nãy vẫn giòn nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ qua. Cầm nó đang còn nóng mà, giòn luôn. Rồi, để coi chị Diệu sẽ decor cái món hấp dẫn và đẹp mắt này như thế nào nha. Nè bây giờ chị úp mặt dưới cho em coi nè. Nó vẫn giòn, nó trắng nhưng mà nó vẫn giòn. Dạ. Còn mình muốn ăn mà giòn nữa thì mình để lâu hơn xíu. Càng lâu thì nó càng giòn nhưng mà lâu quá thì nó sẽ cứng. Đúng rồi, giòn cũng nhẹ cân nhắc thôi. Dạ. Lớp ở bên ngoài giòn nhẹ để bên trong cái cơm nó còn được cái độ tơi xốp á. Dạ. Cho nên không có để lâu quá. Đây bây giờ chị sẽ cắt cái cơm cháy này ra. Cái cơm này là cần bên ngoài giòn mà bên trong nó vẫn còn độ tơi xốp của hạt cơm. Cho nên chỉ cần cái nhiệt độ nóng để nó xém cái cơm bên ngoài á. Dạ. Đẹp quá. Rồi bây giờ công đoạn tiếp tục trang cái xốp này lên. Cho cái tấm bình này lên là được. Wow. Cái món này lạ miệng lắm. Nhìn là muốn ăn liền vậy ha. Nhìn hấp dẫn quá. Quý vị thấy không? Nấm bầu ngư á, chiên lên bên ngoài nó giòn mà nó ngọt lắm. Dạ, yeah, món này vừa kiểu như ăn chơi cũng được, ăn chín luôn. Đúng rồi. Tại vì cơm no mà. Nó đầy đủ chất á, cho nên là đầy đủ loại nấm rồi này kia đầy đủ. Vừa có tinh bột, vừa có protein ở đầy đủ hết. Dạ, yeah, phải nói là chị rất là khéo tay. À, những rồi, cái món chay chị làm món rất là đẹp. Về đã hoàn tất nè. Rồi, xong. Đó. Đẹp quá. Rồi món tiếp theo luôn chị ơi. Rồi món tiếp theo. Cắt cái quạt cho bớt ồn nha. Thơm quá quý vị. Rồi qua cái mẹt thứ hai nha. Cái mẹt thứ hai thì có miến này, sợi miến với lại nấm mèo ha. Đó. Rồi. Giờ mẹt thứ hai. Ở đây chị cũng bật cái chảo dầu sẵn đi cho nó nóng trước đi rồi chị cắt nguyên liệu rồi qua bắt đầu làm. Đầu tiên là chị sẽ đem cắt mấy cái này, cắt vô ôm rồi gai à. Dạ. Chị chừa cái phần đầu để deco. Cái món này thì chị deco bằng cái rô ôm luôn. Rô ôm luôn. Cho nên chị không có lấy ngoài tay. Cái này chị cắt miễn. Dạ. Món này có nguyên liệu là thêm sả nữa nha quý vị các bạn nha. Đó. Sả bào. Sả bào. Rồi đầu tiên chị cho dầu vô chảo ha. Đây là cái chén sả nó được bào sẵn rồi. Đó. À cho sả vô. Sả vô. Sả vô cho ớt vô. Dạ cho ớt vô. Để nó ra được cái màu á. Đẹp rồi, quá. Tiếp theo là chị cho cái bột cà ri vô. Bột cà ri. Rồi cho tất cả các loại nấm vô xào. Dạ. Chiên nấm đông cô nè, nấm đùi gà chiên nè.
Rồi cho nấm mèo vô luôn. Rồi tiếp theo là nấm mèo. Hai món này phải nói là món nào cũng đẹp mắt và hấp dẫn quý vị ha. Có cái cà ri vô nó thơm vậy ha. Cái bột cà ri nó thơm. Tiếp theo là chị cho cái hạt nêm với đường vô luôn. Dạ rồi. Cái rồi sao nó tắt hoài vậy. Nêm đường. Chị cho 500ml nước lọc. 500ml nước lọc. Nước cô chú không có, có nước dừa tươi, sử dụng nước dừa tươi cũng được. Dạ. Cái rồi nó tắt hoài. Cái chảo này nhìn đẹp quá quý vị ha, nhìn như cái rổ. Nó có mấy cái họa tiết bên trong mặt chảo, nhìn nó đẹp. Nó lớp chống dính em. Chống dính, dạ. Cái hình tổ ong nó làm cái lớp chống dính á. Nhưng mà chảo này nó không chóc nha, không chóc những loại chảo chống dính khác. Dạ. Giờ nó đã sôi rồi nè. Cho nó sôi lên đi rồi chị nêm nếm. Món này làm cũng nhanh lắm. Dạ, sắp sôi. Rung rung. Chắc em nghĩ là sôi lên rồi mình cho kia vô là xong hả chị? Đúng rồi em. Sôi vô bắt đầu chị cho cái củ hành với lại cái nước cốt dừa vô được. Ừ, tại dạ. Vì trong cái món mà cà ghi hay nó món xào gì liên quan nước cốt dừa thì mình không có đun lâu được. Dạ. Chỉ sôi trở lại là được. Quan trọng là cái phần nguyên liệu mình định lượng gia vị nó vừa ăn á. Dạ. Chứ cái thời gian làm món này nhanh lắm. Sôi luôn rồi nè quý. Sôi rất là nhanh. Cái nấm đùi gà hồi nãy chị cũng đã chiên rồi nè. Dạ. Chân nấm thì cũng đã sơ chế luộc lên rồi nè. Nấm mèo thì rất là nhanh. Dạ. Coi như nguyên liệu là cũng chín hết rồi chị ha. Đúng rồi. Thì bây giờ tiếp theo là chị sẽ cho cái củ hành vô. Rồi, củ hành tây vô. Nếu cô chú không ăn củ hành thì mình thêm thế vào hành ba rô cũng được. Dạ. Đẹp quá. Vừa đẹp vừa thơm, vừa hấp dẫn nữa. Cái món này sẽ ăn kèm với bánh mì hoặc là với bún. À em thấy hồi nãy chị để mấy ổn mì đây đâu. Đúng rồi, chị cắt để bên kia kìa. Dạ. Ăn với bún hoặc bánh mì, nếu mà ăn với bún thì cô chú làm cho nó lỏng ra chút xíu. Còn dạ. Bánh mì làm nó sệt sệt. Ừ. Rồi, tiếp theo là chị cho miếng vô. Này bún tàu. Bún tàu. Rồi nước cốt dừa. Khi mình cho cái nước cốt dừa vô là nó sẽ quện lại. Dạ. Để nó sôi trở lại là được. Cái món này nó cũng tương tự như cà ri nhưng mà nó đậm vị hơn cái cà ri. Dạ. Nghe thơm không? Thơm. Đó, nghe thơm nước cốt dừa đó. Hình như cái món này bữa trước làm cho đoàn em mấy chị em ăn phải không ta? Không. Không, không đi không, từ thiện bữa đó là món nướng, nấm à, dạ. Nấm nướng. À. Gọi là giống như món vú dê nè, nướng vậy à, dạ, đó. Dạ, dạ. Mà đó là chay chị làm từ nguyên liệu nấm. Bây giờ nó sôi lên nè. Hấp dẫn không? Thì chị cho một chút xíu bột năng vô. Tại vì do món này hôm nay ăn kèm bánh mì á. Dạ. Xíu thôi. Cái độ sánh nhẹ nhẹ. Thơm. Cái này quý vị các bạn, những cái ngày thì cuối tuần đó này, em thấy mình có thể nấu để mình thưởng thức những cái món chay ngon này bên gia đình mình là tuyệt vời quý vị ha. Nói bây giờ nó cũng đã sánh rồi nè, em thấy không? Dạ. Rồi bây giờ chị sẽ cho hết gơm rồi gai này vô. Rồi. Cái món này là không thể thiếu gơm rồi gai ha. Ừ. Rồi nguyên liệu chính vậy ha. Đúng rồi. Cái nói chung vậy, là nguyên liệu nào cũng cần thiết hết chị ha. Nó vậy cái mùi lên, nó mỗi một món ăn nó có một cái loại rau nêm riêng. Đúng rồi. Đó bây giờ được rồi nè. Giờ tiếp theo là trình bày luôn ra món luôn. Rồi xong rồi quý vị ơi. Thơm quá. À, cái đậu phộng này chị để lên sau. Dạ. Nhanh nè ha, món này em thấy rất là nhanh. Dạ, cũng nhanh. Chuẩn bị nguyên liệu xong rồi làm nhanh lắm. Rồi.
Món này thì chị không trang trí bằng ngò tây mà chị trang trí bằng cái cọng rau ôm. Trang trí lên chưa? Đúng rồi. Tại vì món mình ăn kèm với nó, vài lát ớt lên. Dạ. Cái món này nó có vị cay nhẹ, nếu mà cô chú ăn cay nhiều thì sử dụng ớt hiểm và rắc đậu phộng lên. Đậu phộng lên. Cái món này đặc trưng của nó là phải có đậu phộng. Đẹp quá. Rồi, vậy là món ăn rồi, hoàn tất rồi đó. Hai món. Bây giờ chỉ thêm một ổ bánh mì, chỉ lấy ổ bánh mì ra nữa là được. Xong mình sẽ tranh thủ mình thưởng thức một chút xíu, chia sẻ bún bì các bạn nha. Xong rồi đó thì mình sẽ chạy xuống Cần Giuộc, Long An để mà tiếp tục chia sẻ bún bì các bạn một quán buffet chay ngay thị trấn Cần Giuộc luôn. Một quán buffet chay cũng rất là lớn. Lâu lâu mình kiểu như mình đi xa thì mình chia sẻ bún bì các bạn những quán chay ở các tỉnh xem là có khác ở Sài Gòn hay không. Thì quý vị các bạn nào biết ở các tỉnh giáp ranh Sài Gòn đó mà có quán chay nào ngon thì quý vị các bạn có thể giới thiệu cho giúp cho Sơn Mắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần cơm trước. Cái cơm này hồi nãy chị nói là cơm gì em quên rồi. Cơm cháy Thượng Hải nha quý vị các bạn. Đó, cái phần cơm cháy này. Ở trên này là có cái phần sốt rồi, topping luôn rồi. Rất là thơm. Đúng như chị Diệu chia sẻ đó. Ở ngoài nó giòn nhưng mà trong nó nóng, nó thơm. Đây. Cái tóc bình nó có nhân ra xíu á, nó kiểu ngọt ngọt theo kiểu vị người Hoa á, rất là ngọt. Dạ, cảm ơn chị. Uống thử coi biết cái nước gì á. Nước gì á? Đẹp vậy. Uống thử là đó cho chúng không? Đẹp quá. Cái món có vừa bổ máu, vừa có vitamin C, nó đầy đủ luôn á. Cụ gen hả? Hả? Cụ gen hả? À, nói bổ máu là em biết cụ gen. Đúng cụ gen không? Cụ gen nhưng mà có cái vị khác nữa. Thua, biết. Tắt. À, tắt, tắt. Đó là cái công thức tắt là con muốn thì sẽ bị cái món nước luôn á. À, đúng rồi. Giống kiểu, giống kiểu trà tắt. Đúng rồi, nhưng mà nó là có củ dền vô. Dạ, dạ. Không, giống kiểu trà tắt. Không có vị củ dền đúng không? Nhưng mà có màu thôi. Đúng rồi, có màu thôi. Cái vị củ dền rất là nhẹ. Ừ. Nên nó xong cái mùi tắt. Cái tắt nó hình như nó hòa tan cái vị củ dền. Đúng rồi. Nó thơm á. Trời, một ly nước đẹp mắt. Uống bổ máu, mắt lạnh. Mà rất là hấp dẫn quý vị các bạn. Ngon nữa. Ngon quá. Uống cái hết luôn. Cái cơm này rất là ngon nha. Cơm cháy Thượng Hải. Cái tên nghe cũng rất là hay. Thử miếng nữa đi. Miếng nữa nha. Wow. Xong mắt gấp cái cơm lên cho bị bạn xem nha. Đây. Đó, cái mặt này. Thơm phức. Ngon lắm luôn. Nó rất là dễ ăn luôn, tại vì cái cơm mình nắm á, nó giống như kiểu một cái bánh gạo á, mình ăn á, rất là ngon. Nó giòn nữa. Cái này là giòn mềm chứ không phải là giòn cứng nha quý vị. Khi mà mình làm á, mình cân nhắc cái lửa nó lâu quá thì nó sẽ vàng cháy xém và nó cứng. Còn như vậy thì nó vừa mềm mà nó vừa nóng á. Ngon. Xuất sắc một món. Rồi tới cái món chân nấm nha. Đây có một chén
chị có chuẩn bị một chén muối tiêu. Đó, muối tiêu chanh. Chanh đây. Tập này thì số mắt không ăn gấp rút để mình di chuyển xuống Cần Giuộc cho kịp giờ. Tại vì hẹn quán rồi. Ăn thử cái chân nấm thử nha. Chắc là mình cũng số mắt cũng không có ăn ăn nhiều đâu, mình ăn một miếng thôi. Có cái bún tàu này ăn thử luôn nha. Thử cái sốt trước nha quý vị. Ngon quá. Sốt sạch. Nấm nụ gà. Chân nấm. Bún tàu. Món này rất là ngon luôn quý vị các bạn. Ngon quá, xong bắt mình lấy miếng chân nấm. Đây, đũa này đũa mới nha. Đó, chấm vô đây thử. Ngon quá. Hồi nãy là cái nấm nụ gà, bây giờ là cái chân nấm này. Đó. Ây. Chân nấm có sợi bún tàu luôn. Ngon dữ luôn. Thử cộng lâu nha. Ngon. Ngon quá, chấm miếng mì. Ngon quá, chấm miếng mì quý vị. Ngon thiệt. Wow. Tính là không ăn mì đâu, mà ngon quá, mình chấm miếng mì thử đấy. Cái vị nó làm sao? Nếu như Sơn Bắc ăn đó, thì mình sẽ thích ăn với bánh mì hơn là bún. Cũng tùy khẩu vị mỗi người, nhưng mà Sơn Bắc thích ăn bánh mì hơn. Ăn bánh mì nó có độ giòn của bánh mì rất ngon. Ăn bún thì no thôi. Ngon quá. Xúc sắc. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là sáng giờ Sumac cũng đã chia sẻ tới quý vị các bạn những cái công đoạn, những cái quy trình mà chị Diệu chế biến cũng như là hướng dẫn nấu chay, những món chay ngon tại nhà hàng chay Amitabha. Thì quý vị các bạn, cô chú anh chị ở nhà theo dõi video, mình có thể làm theo này những cái công đoạn, và mình có thể nêm nếm cũng như là nấu theo cách của mình qua cái quy trình như vậy. Thì ở nhà mình sẽ nấu được những cái món chay ngon. Từ từ mình nấu thì mình rút kinh nghiệm, từ từ thì mình sẽ có cái công thức riêng cũng như cả có cái bí quyết riêng quý vị các bạn nha. Số mắt chúc cho tất cả quý vị các bạn, cô chú anh chị sẽ nấu được thật nhiều những món chay ngon. Và những cái video mà số mắt chia sẻ về chương trình nấu chay cũng như dạy nấu chay ở khắp mọi nơi, không riêng gì nhà hàng chay của chị Diệu, thì sẽ phần nào gieo duyên được cho cộng đồng mình ăn chay nhiều hơn, với thông điệp ăn chay tốt cho sức khỏe, sức khỏe là vàng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị, quý vị và các bạn đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ kênh. Còn bây giờ thì Somax xin phép được kết thúc video sáng ngày hôm nay ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị, quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Sau khi mà chia sẻ xong video về nhà hàng chay Amitabha của chị Diệu, thì trưa nay Somax sẽ di chuyển luôn xuống Cần Giuộc, Long An để chia sẻ những cái quán chay rất là hấp dẫn dưới miền Tây, chia sẻ với quý vị và các bạn.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị, quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha.